Khi mà các bạn thay dầu ấy, các bạn kiểm tra cho mình cái cục mà đây này, cái cục đáy ở mấy ốc của ống ốc các te này, thì các bạn kiểm tra cho mình xem ở cái phần đáy của nó nhé. Đây này, cái phần đáy của cái này này, cái đáy này nếu như các bạn mà thấy nó nhiều mạt ấy, tức là nó có mạt sắt nó dính ở đây, thì cái động cơ của bạn là hiện tại là nó đang bị gọi là bị vỡ một cái gì đó, hoặc là cái mạt sắt nó ra nhiều quá, thì các bạn phải đi nên đi kiểm tra lại, chứ không thể để thế được. Bởi vì là bình thường như này, nên như cái này là nó không có này, cái này nó không có gì luôn. Còn cái nào nó có thì nó thành một núm rồi, núm như này. Cái dầu này thì mình sẽ để vào đây để cho người ta đi làm cốt pha, có thể người ta sẽ ấy. Bây giờ mình sẽ đi. Cái này cũng rẻ mà. Đây một hình này chưa? Má nó thấy bây giờ mình thấy. Đây thì với cái con máy nhỏ này mình sẽ tháo cái bình két lốc phụ này đi. Tháo cái bình phụ này ra. Đây là mình bỏ cái này ra, mình sẽ đi lấy một cái kìm. Sau khi vặn đây mình nó vặn được này mọi người. Bây giờ mình sẽ đóng lại cái nắp tắc te. Đóng lại cái nắp ra đây để nước. Ok, mình đã vặn được ra rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cho chai vào. Để chai vào đây mình đổ nước. Nước này nó là 8 lít cho mọi người nhé. 8 lít. Hai lần thì mình mới thay lọc một lần. Một lần một đấy. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ thay lọc và mình chỉ thay nước thôi. Đấy, tắm đi rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử thuốc thăm thôi. Chúng ta mới ngồi nhé. Cái thuốc thăm này nó có cái vạch tối đa và tối thiểu đây này. Đây là cái vạch tối đa, còn tối thiểu là đây. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái đấy để xem. Tất nhiên là nó cũng chưa thể xuống hết được đâu, nhưng mà mình cứ cắm cho nó được khoảng bao nhiêu. Đây, đây nó hiện tại nhất là nó lên đây này. Đây mình tuốt đi, mình lấy lại cho mọi người. Ở đây nó trắng nhá, cho mọi người nhìn nó trắng nhá. Mình sẽ cắm lại vào cái chỗ cái đỉnh nhất xem. Đây, nhớt nó xuống bên này, này nó gần với lại tối đa. Ok được rồi, nó còn chờ nó chảy xuống nữa mà. Đấy. Ok, cái video này mình xin kết thúc ở đây. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Thế này mình đã làm xong rồi.